Chiều nay, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây Hà Nội đã tử vong. Sau 21 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn, Nguyễn Văn An, bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở hố ga đã qua đời ở chiều nay do sốc nhiễm khuẩn. Đại diện của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết là bé bị sốc nhiễm khuẩn ở trên nền nhiễm trùng máu kháng hầu hết các loại kháng sinh. Các y bác sĩ Sanh Pôn đã hội chẩn chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia của Anh để tìm cách điều trị cho bé, song không thể cứu chữa. Trước khi qua đời, tình trạng nhiễm trùng máu của An rất nặng. Tiểu cầu giảm thất, phải dùng 4 loại kháng sinh, được nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, nguy cơ suy đa tạng thường trực. Đại diện chính quyền xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Tây Sơn, nơi phát hiện ra bé đã liên hệ với bệnh viện để lo thủ tục an táng, đồng thời mời công an tới làm việc. Bé An ra đời ngày 6 tháng 6 bị mẹ bỏ rơi ở hố ga trong tiết trời nắng nóng 38 độ C. Hai ngày sau được người dân phát hiện và đưa tới cơ sở y tế. Các bác sĩ đã đặt tên bé là Nguyễn Văn An với mong muốn là bé được bình an.